Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ tư, 8 Tây tháng 12. Nhiều tin tức liên quan tới cái vụ mà việc mà ngày hôm qua Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ và có một cuộc hội đàm viễn tuyến với Tổng thống Nga là Vladimir Putin. Thì cái cuộc mà điện đàm ngày hôm qua nó có nhiều cái vấn đề được đưa ra để hai vị tổng thống có thể nói chuyện với nhau, tìm cái cách giải quyết. Trong đó nó có một cái vấn đề chính, đó là cái vấn đề mà Nga đã đưa khoảng 70.000 quân tới sát biên giới của Ukraine. Thì nhiều cái nguồn tin cho rằng là Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. Nhưng mà một cái vấn đề, đó là cái vấn đề mà ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden ngày hôm qua là những cái nhà bình luận cho rằng sau cuộc nói chuyện đó nó không có một cái sự ảnh hưởng nào hay là có thể nói rằng không thành công để thuyết phục Nga là đem quân ngược đổ về hay là đừng có xâm lược cái nước láng giềng của mình là Ukraine. Thì sáng ngày hôm nay những cái tin tức rộ lên cho thấy rằng có lẽ chắc Hoa Kỳ sẽ đưa quân đội của mình qua bên nước Ukraine để bảo vệ Ukraine. Nhưng mà khi mà những cái bản tin sáng ngày hôm nay được đưa ra đó thì cho thấy rằng chính ông Tổng thống Joe Biden, ông nói rằng không có một cái chiến lược hay là không có một kế hoạch nào để gửi quân đội của Hoa Kỳ đến Ukraine trong cái bối cảnh mà lo sợ mà Nga tấn công Ukraine. Cái chuyện đó hoàn toàn không có. Ông nói rằng đó cái ý tưởng Hoa Kỳ sẽ đơn phương sử dụng cái vũ lực để đối đầu với Nga, xâm lược Ukraine không phải là một cái quân bài ngay vào lúc này. Có nhiều vấn đề khác cần phải giải quyết chứ không phải là cái chiến lược này không nên sử dụng vào lúc này. Đó là ông nói với các phóng viên ở tại Tòa Bạch Ốc, mà khi các phóng viên hỏi ông như vậy. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ có cái nghĩa vụ đạo đức và nghĩa vụ pháp lý để bảo vệ những cái đồng minh của NATO nếu như họ bị tấn công. Nhưng cái nghĩa vụ này nó không có mở rộng với cái đất nước Ukraine, bởi vì nước này không phải là một phần của của liên minh của Hoa Kỳ, cũng giống như của NATO. Và trong cái buổi họp báo trả lời phóng viên thì ông cũng lên tiếng một lần nữa cảnh báo ông Tổng thống Nga là Vladimir Putin, và nếu xâm lược Ukraine thì Hoa Kỳ và những đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và được cho rằng sẽ chưa từng thấy như trước đây, có nghĩa nói rằng nó sẽ rất là khủng khiếp cho đất nước Nga. Và trong cái một số những cái câu hỏi nữa được đưa ra thì ông nói rằng đó là ngoài những cái biện pháp mà trừng phạt kinh tế cứng rắn thì ông cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ gửi thêm những cái nguồn lực quốc phòng cho Ukraine và có thể tăng cường cái sự hiện diện của các nước này ở các nước mà đồng minh là NATO, đặc biệt là các nước ở mặt trận phía đông để đáp trả những cuộc tấn công của Nga nhằm vào nước láng giềng. Và ông nói rằng tôi đã nói rất rõ ràng nếu Nga xâm lược Ukraine sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Khi được hỏi rằng liệu ông cảm thấy rằng ông Putin có nhận được cái thông điệp hay không, thì ông Biden cũng trả lời là tôi tin tưởng tuyệt đối rằng ông ấy đã nhận được cái thông điệp này. Còn Moscow thì đã bác bỏ mọi cái kế hoạch tấn công Ukraine và bác bỏ những cái lo ngại của phương Tây như một phần của chiến dịch, nói họ cho rằng bôi nhọ cái nước Nga. Nhưng mà có một cái nguồn tin khác nữa sáng nay từ Ngũ Giác Đài, thì một cái người phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó là Anton Semelrat thì cho biết là quân đội của Hoa Kỳ đã được điều đến Ukraine để tham gia cái nhiệm vụ huấn luyện các cuộc diễn tập định kỳ. Cụ thể là cái nhóm đặc nhiệm Gator thuộc cái lực lượng vệ binh quốc gia ở Florida mới đây thì đã đến Ukraine trong một cái khuôn khổ hoạt động của cái nhóm huấn luyện đa quốc gia, tức là Ukraine JMTG-U, là cái mục tiêu của cái đợt tập dượt lần này là giúp cải thiện cái khả năng phòng thủ của thủ đô Kiev. Và JMTG-U được thành lập vào năm 2015
sau khi Ukraine cho là bị phản ứng quá chậm trước cái việc mà Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014. Thì ngoài cái nhóm đặc nhiệm Gator thì Bộ Chỉ huy và các chiến dịch đặc biệt châu Âu cũng đóng cái vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cố vấn cho lực lượng đặc nhiệm của Ukraine thông qua cuộc tập trận, diễn tập liên lạc và tác chiến ở mọi cái cấp độ. Hiện tại thì quân lính của nhiều quốc gia, đồng thời quân lính của Hoa Kỳ tại Ukraine và cái lịch trình huấn luyện thì không được Ngũ Giác Đài tiết lộ, và họ nói rằng vì lý do an ninh. Cái hoạt động đang diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây thì liên tục cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công vào Ukraine. Nói như vậy thì theo cái phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài là Antin, thì việc lực lượng Hoa Kỳ tham gia huấn luyện với các đối tác Ukraine sẽ thúc đẩy hòa bình và ổn định cái khu vực. Và cái hoạt động này là lời cam kết của Hoa Kỳ trong việc xây dựng một Ukraine tự do và ổn định. Từ năm 2014 thì Hoa Kỳ đã cam kết chi tới 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim để giúp đỡ cho Ukraine. Cái gói giúp đỡ này bao gồm radar, hệ thống phòng chống máy bay không người lái, tàu tuần tra, vũ trang và hệ thống chống xe tăng, Javelin, v.v. Đó là hai cái bản tin mà sáng ngày hôm nay nó liên quan tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ có gửi quân tới Ukraine hay không sau cuộc nói chuyện với lại Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm qua, của Nga ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì cái cuộc họp báo ở trước Tòa Bạch Ốc thì rất là nhiều câu hỏi được đặt ra. Thì hai cái bản tin nói tóm lại là Tổng thống Joe Biden khẳng định là không gửi quân tới. Nhưng mà Ngũ Giác Đài thì nói rằng đã gửi quân tới rồi, và cái số quân này bao nhiêu và cái kế hoạch thì như thế nào, tập luyện thì không cho biết ra sao. Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng là liên minh của Hoa Kỳ cũng đã có quân lính có mặt ở tại Ukraine rồi, tức là không cần phải gửi quân tới nữa, mặc dù không biết là cái số quân đó nó lớn đến cỡ nào. Quý vị có thấy cái vấn đề này nó quay lại một cái quốc gia khác đó là Đài Loan, quý vị cũng thấy vậy. Nếu mà Trung Quốc thu hồi Đài Loan, tấn công Đài Loan thì Hoa Kỳ có giúp đỡ hay không? Yes hay no? Hay là cứ ở mở ở giữa? Và những nguồn tin cho thấy rằng Hoa Kỳ cũng đã có binh sĩ ở tại Đài Loan, cũng với cái tư cách là với cái nhiệm vụ để huấn luyện cho quân đội của Đài Loan. Như vậy thì hai trường hợp này gần như cũng đã giống nhau. Một bên thì Nga muốn, có vẻ như muốn xâm chiếm Ukraine, tấn công Ukraine. Thì bây giờ quân đội của Hoa Kỳ cũng đã nằm ở đó và nhiều quốc gia khác cũng nằm ở đó. Tại Đài Loan lo sợ Trung Quốc tấn công thì bây giờ quân đội của Hoa Kỳ cũng nằm ở đó. Và cái lời trả lời cũng giống như của ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trả lời cũng đều. Đây không phải là chuyện làm vào lúc này. Và đây cũng không phải là chuyện của Hoa Kỳ phải nhúng tay vào. Hoa Kỳ chỉ có giúp về cái nguồn lực, nhân lực. Chứ Hoa Kỳ không có đưa quân đội vào. Nhưng mà chuyện gì xảy ra thì quý vị thấy đó là cái câu chuyện Ukraine và Đài Loan được nói rất nhiều và bình luận rất nhiều vào sáng ngày hôm nay. Trở lại những cái bản tin khác đang được cho rằng cũng nóng hổi. Sáng nay thì CDC cũng cho biết là cái biến chủng Omicron của COVID-19 hiện đã lây lan tới 57 quốc gia trên thế giới và 19 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Bác sĩ Roxelle Walensky, là giám đốc CDC của Hoa Kỳ, đã nói rằng cái con số lây lan sẽ còn tăng đều, và hiện nay Omicron đã tới California và Texas, hai cái nơi mà tập trung đông nhất những người châu Á và đặc biệt là người Mỹ gốc Việt. Nghiên cứu của hãng dược Pfizer cho thấy hai cái mũi vaccine của hãng này đã không bảo vệ đầy đủ đối với cái biến chủng Omicron. Nhưng mà theo Pfizer, sáng ngày hôm nay cũng cho biết là mũi tăng cường thứ ba sẽ đủ sức trung hòa các biến chủng COVID. Và theo cái văn bản ký tên là Albert Bourla, là tổng quản trị của Pfizer, cho biết như vậy. Rồi một cái biến thể khác của Omicron được cho là cái biến thể dòng phụ và cũng có thể gọi là một cái phiên bản tàn hình, thì được các nhà khoa học phát hiện cái biến thể này là cái biến thể tàn hình của Omicron có thể qua mặt các phương pháp xét nghiệm đang được nhiều nước sử dụng. Lỗi quý vị.
ngày hôm qua là ngày 7 tháng 12, cái tờ báo Guardian cho biết cái phiên bản này được phát hiện trong các mẫu gene virus SARS-CoV-2 từ Nam Phi, Úc và Canada. Nó được gọi là cái phiên bản của biến thể Omicron vì có nhiều đột biến giống với biến thể mới. Tuy nhiên cái phiên bản này nó thiếu đi một cái biến đổi di truyền khiến nó không thể được phát hiện bằng xét nghiệm PCR trong phòng thí nghiệm được. Các nhà nghiên cứu cho biết còn quá sớm để xác định liệu phiên bản mới có lây lan theo cái cách giống như phiên bản Omicron tiêu chuẩn hay không. Nhưng do có cái sự khác biệt về mặt di truyền nên phiên bản này có thể hoạt động khác đi. Sau cái phát hiện này thì các nhà khoa học chia biến thể Omicron thành hai dòng. Gồm một cái phiên bản tiêu chuẩn gọi là BA.1 và cái phiên bản tàng hình là BA.2. Thì giáo sư Frank Coy, giám đốc Viện Di truyền Đại học ở London, nước Anh, đã nói rằng cái phiên bản mới chỉ chiếm khoảng 6% trong các mẫu gene của biến thể Omicron gửi lên liên hệ dữ liệu gene GSES. Hiện thì chưa rõ vì sao cái phiên bản mới này lại xuất hiện. Tuy nhiên cái đặc tính tàng hình khác khiến các nhà khoa học lo ngại nó có thể âm thầm lây lan ở những nơi chỉ tập trung xét nghiệm PCR. Và nhiều quốc gia đã siết chặt các quy định về đi lại nhằm ngăn chặn cái biến thể Omicron. Nhưng giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là ông Hank Kluck, ngày hôm qua 7 tháng 12 đã nói rằng việc cấm các chuyến bay sẽ không có tác dụng vì Omicron đã có mặt ở khắp mọi nơi. Ông Kluck cũng nhấn mạnh rằng cái giải pháp quan trọng để ngăn cái biến thể là vaccine, khẩu trang, giữ thông thoáng và điều trị thay vì hạn chế đi lại thì chỉ có làm nguy hại cho các nền kinh tế trên thế giới. Một bản tin khác ở Los Angeles cho biết rằng có khoảng 500 nhân viên của học khu Los Angeles bị cho nghỉ việc vào tuần này vì từ chối không tuân hành cái lệnh chích ngừa vaccine COVID-19, trong khi đó có khoảng 34.000 học sinh chưa được chích ngừa như theo yêu cầu của học khu. Cái bản tin của hãng thông tấn AP đánh đi cho biết rằng cái hội đồng của học khu bỏ phiếu với tỷ số 7 thuận và 7-0 phiếu chống hôm qua thứ Ba, ngày 7 tháng 12, để cho 496 nhân viên chiếm gần 1% trong tổng số 73.000 người làm việc trong học khu này. Cái tờ báo địa phương Daily News tường thuật rằng phần lớn những người bị đuổi việc đã nghỉ ở nhà kể từ giữa tháng 10. Các nhân viên của học khu được yêu cầu phải được chích ít nhất là một mũi vaccine, nhưng mà các nhân viên này cũng phải chích mũi thứ nhì vào tới ngày 15 tháng 11 vừa qua. Thì hiện nay, cái quyền giám đốc học khu là bà Megan Riley nói rằng chia tay với các cá nhân có quyết định không chích vaccine là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng đây là cái quyết định cần thiết để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng giáo dục. Tôi chúc những người này những điều tốt đẹp cho tương lai của họ và khuyến khích những người khác hãy đi chích ngừa. Hiện nay thì cũng có hàng ngàn người chưa đáp ứng được cái quy định về chích ngừa mà không còn đủ thời giờ cho các trẻ em chưa có mũi chích đầu tiên có thể hoàn tất cái tiến trình trước ngày 10 tây tháng Giêng, tức là ngày khai giảng học kỳ thứ nhì, theo cái tờ Los Angeles Times cho biết. Thì các học sinh không chích ngừa mà cũng không được phép đặc miễn sẽ phải vào chương trình học riêng hoặc phải chuyển sang các học khu khác. Mà việc đưa 34.000 học sinh vào chương trình học riêng không phải là một điều dễ dàng, vì chương trình này ngay lúc này đang gặp khó khăn vì thiếu giáo viên. Hiện có khoảng 85.000 trong số chừng 600.000 học sinh tại học khu Los Angeles tuân hành quy định đòi hỏi trẻ từ 12 tuổi trở lên phải chích ngừa vaccine COVID-19. Quý vị thấy đây là cũng là một cái vấn đề mà nó nhức nhối vô cùng ở khắp các tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ này, mà riêng ở tại California đó, ở sự tuân thủ cũng đã khá cao rồi. Nhưng mà cái số còn lại này vẫn có những cái vấn đề mà họ từ chối chích ngừa. Ngay cả trẻ em từ chối chích ngừa, cha mẹ cũng không cho con em mình chích ngừa, bản thân họ cũng tránh cái việc chích ngừa và biểu tình chống đối khắp mọi nơi. Một số những bản tin khác cho biết rất là nhiều quân nhân trong các binh chủng của Hoa Kỳ, kể cả không quân, lục quân, thì phải nói rằng không quân, lục quân, hải quân, v.v. sẽ có rất là nhiều mà những người quân nhân phải bị cho giải ngũ trong thời gian ngắn sắp tới đây là bởi vì họ không chịu chích ngừa. Thì không biết cái chuyện này Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào. Còn một cái thành phố tên là thành phố Oakland, thành phố này là người da đen sống rất là nhiều. Nó về cái phía bắc của thành phố San Jose, nó gần
đến thành phố giữa thành phố San Francisco và San Jose. Thì cái thành phố này đó là bây giờ họ đang phải thuê mướn thêm cảnh sát, họ bỏ ra tiền thưởng để thuê mướn thêm cảnh sát. Bởi vì tội phạm nó tăng vọt, không có thể kiểm soát được. Mà đặc biệt cái thành phố này vốn tội phạm nó đã cao từ bao nhiêu lâu đây, mà người da đen sống ở đây rất là nhiều. Vừa qua cái việc mà xin lỗi quý vị, vừa qua mà cái việc mà Black Lives Matter, tức là cái phong trào mà mạng sống của người da đen có giá trị đó, họ yêu cầu được tôn trọng sau cái vụ mà một người da đen bị dùng cái vũ lực một cách không cần thiết đó, để mà đè đầu gối lên, người cảnh sát đè đầu gối lên làm chết một cái người da đen. Từ đó cái phong trào Black Lives Matter đó, thì cái hội đồng thành phố Oakland đó, thì lâu nay họ vẫn đi đầu trong cái phong trào mà Black Lives Matter để mà cắt giảm cái ngân sách của sở cảnh sát. Nhưng mà ngày hôm qua, ngày 7 tháng 10, họ phải đảo ngược lại cái thái độ để chấp thuận việc thuê thêm cảnh sát viên do cái sự tăng vọt của cái vụ giết người và những cái hành vi phạm pháp có súng. Theo các bản tin của hãng thông tấn AP thì đề nghị của thị trưởng Liv Bishop có nghĩa rằng nhận thêm 2 học viện cảnh sát và bãi bỏ lệnh cấm nhận cảnh sát viên mới để điền khuyết các vị trí bỏ trống và giúp có thêm 60 cảnh sát viên, đã được thông qua với 6 phiếu thuận và 1 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Và các nghị viên hội đồng thành phố Oakland trong cái phiên họp này đã không bỏ phiếu về đề nghị có tiền thưởng tới 50.000 để tuyển mộ các cảnh sát viên có nhiều kinh nghiệm đến từ những thành phố lân cận, cũng là tiền thưởng 20.000 cho các cư dân Oakland được nhận vào học các trường huấn luyện cảnh sát. Thị trưởng Sáp đã hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu và nói rằng người dân đã thành phố đã lên tiếng để đòi một cái kế hoạch bao quát toàn diện về an ninh công cộng, gồm cả việc ngăn ngừa, can thiệp và giải quyết tội phạm từ gốc rễ, cũng là có đủ nhân viên công lực. Thành phố Oakland chỉ là một trong nhiều thành phố nổi tiếng về cái tinh thần cấp tiến phải thay đổi quan điểm về việc tài trợ cho cảnh sát sau khi bạo động và tội phạm tăng vọt. Thành phố Oakland trong năm nay có 129 vụ giết người cho đến lúc này, so với 109 vụ trong năm ngoái và 78 vụ trong năm 2019. Hồi tháng qua, thì hội đồng thành phố Portland, tiểu bang Oregon cũng phải thay đổi chính sách sau khi cắt giảm ngân sách của sở cảnh sát nơi này. Vào năm 2020, thành phố này phải tăng thêm 5.2 triệu cho ngân sách trị giá 230 triệu của sở cảnh sát. Cho nên quý vị thấy Black Lives Matter, để mình tự kiềm chế lấy mình, mạng sống có giá trị hơn, không có nghĩa rằng tội phạm sẽ giảm đi, mà từ đó chúng ta cắt giảm ngân sách để bớt thuê mướn cảnh sát, để dùng cái ngân sách đó qua cho những công việc khác của thành phố. Nhưng mà bây giờ đành phải thúc thủ quay ngược trở lại với cái quyết định của mình trước đây, đành phải bỏ tiền ra thuê mướn cảnh sát, còn phải bỏ thêm tiền thưởng. Mà thật sự thành phố Oakland bây giờ nếu mà muốn thuê được cảnh sát cũng rất là khó. Không ai muốn về một cái thành phố mà tội phạm rất là cao như thế này, và trong khi tính mạng của người cảnh sát rất dễ bị nguy hiểm. Có thể nói tội phạm xảy ra hàng ngày, thì đây cũng là một cái tiền cũng là một vấn đề để mà có thể thu hút cảnh sát hay là người dân đi học hay là gia nhập vào lực lượng cảnh sát, nhưng mà cũng rất là khó. Thêm nước Anh và nhiều nước khác nữa, ở tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh, ngày hôm nay 8 tây tháng 12, phát biểu trước Quốc hội thì Thủ tướng của nước Anh là Boris Johnson cho biết rằng không có quan chức của nước Anh nào có kế hoạch dự Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào năm 2022. Như vậy có thể xem là nước Anh đã tẩy chay ngoại giao. Và theo tin của hãng thông tấn Reuters thì nước Anh là mỗi quốc gia mới gia nhập với cuộc tẩy chay ngoại giao với Đại hội Thể thao Olympic Bắc Kinh do Mỹ khởi đầu. Sau quyết định của Mỹ tẩy chay ngoại giao thì Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, cũng hôm nay Thủ tướng Úc là Scott Morrison cho biết là Canberra cũng quyết định không cử các quan chức tới sự kiện này. Và ông cho biết Úc có bất đồng với Trung Quốc về một loạt các vấn đề, từ luật chống can thiệp từ nước ngoài cho tới việc quyết định mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân gần đây của Úc, v.v. Trước đó ngày 7 tây tháng 12 thì chính phủ của New Zealand cũng thông báo họ sẽ không cử các đại diện ngoại giao ở cấp bộ trưởng đến dự Olympic Bắc Kinh do một loạt các yếu tố, nhưng chủ yếu là liên quan đến COVID-19.
Nước Ý thì khẳng định sẽ không tham gia vào việc tẩy chay ngoại giao. Và trong khi Nhật Bản và Hà Lan thì chưa có quyết định về việc cử quan chức tham dự sự kiện hay không. Ngày hôm qua 7 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản là Fumio Kishida cho biết là Nhật Bản chưa quyết định ai sẽ đại diện cho nước này tới dự Olympic Bắc Kinh. Một số nhà lập pháp của Nhật Bản đã kêu gọi Tokyo tẩy chay cái sự kiện này vì cái vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, tranh chấp lãnh thổ Trung và hành động hung hăng của Bắc Kinh ở các vùng biển trong khu vực. Tẩy chay ngoại giao chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng đến việc tham gia tranh tài của các vận động viên tại Thế vận hội. Cụ thể, các vận động viên của Anh, Mỹ, Úc hoặc bất cứ nước nào tẩy chay ngoại giao sự kiện này vẫn sẽ tham gia thi đấu bình thường. Đó là cái tình hình. Tẩy chay cái Thế vận hội mùa đông ở tại Trung Quốc. Hoa Kỳ thì dự trù tăng ngân sách quốc phòng Nga và Trung Quốc trong tầm ngắm. Trong cái nỗ lực chống Nga và Trung Quốc thì Quốc hội của Hoa Kỳ ngày 7 tháng 12 đã công bố cái dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm 2022, đề nghị tăng chi cho quân đội và hỗ trợ 330 triệu đô la cho Ukraine và tuyên bố hậu thuẫn Đài Loan. Hãng thông tấn Reuters cho biết rằng cái phiên bản thỏa hiệp lưỡng đảng về cái dự thảo thảo luật ủy quyền về quốc phòng, tức là National Defense Authorization Act, viết tắt là NDAA, cho phép quân đội được chi 770 tỷ đô la, cao hơn cái mức đề nghị của Tổng thống Joe Biden là 25 tỷ, tăng 5% so với ngân sách năm 2021. Cái văn bản dự trù cái việc tăng lương 2,7% cho các quân nhân và mua thêm nhiều chiến đấu cơ và tàu chiến cho Hải quân Hoa Kỳ. Và đây là một cái thông điệp mà Quốc hội của Hoa Kỳ muốn gửi đến Nga và Trung Quốc, cùng với cái chiến lược để đối phó với những mối đe dọa địa chiến lược. Dự thảo cái luật NDA còn dành 300 triệu đô la cho cái sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine nhằm hậu thuẫn các lực lượng vũ trang Ukraine, 4 tỷ đô la cho sáng kiến quốc phòng châu Âu và đề nghị cấp 150 triệu đô la cho hợp tác an ninh ở cái vùng biển Baltic. Liên quan đến Trung Quốc thì cái dự luật ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ năm 2022 đề nghị dành 7,1 tỷ đô la cho sáng kiến răn đe ở Thái Bình Dương, tức là Pacific Deterrent Initiative, ra một cái tuyên bố của Quốc hội hậu thuẫn quốc phòng Đài Loan, cũng như một cái lệnh cấm Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trang bị các sản phẩm được sản xuất từ lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Hãng thông tấn Reuters cũng lưu ý rằng cái văn bản dự thảo luật này được công bố không ít sau khi cuộc đối thoại trực tuyến giữa hai nguyên thủ quốc gia là ông Joe Biden và ông Vladimir Putin liên quan tới tình hình căng thẳng ở biên giới Nga và Ukraine. Và cái bản tin mới nhất cho biết rằng cái ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ đã được thông qua. Các công ty của quân đội Myanmar thì sẽ bị cấm cửa trên mọi nền tảng của Meta. Meta Platform Inc., trước đây được gọi là Facebook, hôm nay 8 tháng 12, cho biết rằng họ sẽ cấm tất cả các doanh nghiệp do quân đội Myanmar kiểm soát có mặt trên các nền tảng của mình, trong khi mở rộng các biện pháp hạn chế trước đó đối với lực lượng an ninh của nước này. Tập đoàn công nghệ khổng lồ của Hoa Kỳ hồi tháng 2 tuyên bố rằng họ sẽ ngăn chặn tất cả các thực thể có liên quan đến quân đội của Myanmar được gọi là Thammadaw quảng cáo trên các nền tảng của họ. Hành động này được đưa ra dựa trên các tài liệu phổ biến của cộng đồng quốc tế và xã hội dân sự về vai trò trực tiếp của các doanh nghiệp trong cái việc tài trợ cho Thammadaw. Quân đội của Myanmar đã lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi trong một cái cuộc đảo chính vào tháng 2, gây ra cuộc biểu tình chống đối trên khắp đất nước. Điều người phát ngôn của chính quyền quân nhân không trả lời các cuộc gọi xin bình luận của hãng thông tấn Reuters. Và chính quyền này đã cấm Facebook tại Myanmar hồi tháng 2. Ông Franco, Meta đang xác định là công ty dựa trên báo cáo năm 2019 từ Phái bộ tìm kiếm sự thật của Liên Hợp Quốc về Myanmar, nghiên cứu từ các nhóm hoạt động công lý cho Myanmar và chiến dịch Mến Điện ở Vương quốc Anh, cũng như là tham vấn với xã hội dân sự. Sau khi Facebook thì đóng một cái vai trò vô cùng lớn ở tại Myanmar, khi là cái kênh Internet thống trị vẫn được người biểu tình chống lại chế độ quân sự và binh lính sử dụng rộng rãi. Và sau khi bị quốc tế chỉ trích nặng nề vì không ngăn chặn được cái chiến dịch thù địch trên mạng, Facebook đã ngăn cản quân đội Myanmar. Và kể từ cuộc đảo chính thì đã đưa ra những cái biện pháp để bảo vệ cái người dùng mạng xã hội ở tại Myanmar. Và cái nền tảng Meta cũng đang phải đối mặt với vụ kiện lên tới 150 tỷ Mỹ Kim từ những người tị nạn Rohingya, cáo buộc Facebook đã không ngăn chặn các phát ngôn thù hận nhắm vào người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi và góp phần gây ra bạo lực. Vào năm 2018 thì các nhà điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết Facebook đã cho phép những người theo chủ nghĩa dân tộc
Phật giáo cực đoan và các thành viên quân đội sử dụng cái nền tảng này để kích động một chiến dịch bạo lực chống lại người Rohingya, khiến 700.000 người thiểu số Hồi giáo đã phải bỏ quê hương để trốn chạy cái cuộc đàn áp của quân đội vào năm 2017. Hoa Kỳ cũng áp cái lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia vì ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc. Sáng ngày hôm nay 8 tháng 12 thì Hoa Kỳ đã áp đặt cái lệnh cấm vận vũ khí và hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì những gì họ cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc cũng như nhân quyền và tham nhũng ở nước này. Các quyết định của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã phản ảnh cái nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại cái ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, trong khi Campuchia đã trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vừa đưa Campuchia vào danh sách các quốc gia mà tất cả các loại vũ khí bị cấm xuất khẩu, theo một thông báo đăng tải trên công báo Federal Register. Cái thông báo này sử dụng cái tên viết tắt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và cho biết rằng Campuchia tiếp tục cho phép Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mở rộng cái sự hiện diện quân sự và xây dựng các cái cơ sở chuyên dụng trên vịnh Thái Lan, bất chấp cái lời kêu gọi của Hoa Kỳ. Không rõ những cái tác động của lệnh cấm này nó sẽ ra sao, và theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Bình luận Quốc tế Stockholm, Hoa Kỳ không phải là nhà cung cấp vũ khí cho đất nước Campuchia. Và tháng trước thì Washington đã trừng phạt hai quan chức của Campuchia vì tham nhũng tại căn cứ hải quân Riem, nơi các quan chức Hoa Kỳ từng nêu lên cái lo ngại về cái sự thiếu minh bạch trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc. Và cái người phát ngôn nhân của chính phủ Campuchia không trả lời ngay lập tức những cái yêu cầu về bình luận. Bộ trưởng Thương mại cũng ban hành các hạn chế xuất khẩu mới, trong đó giới hạn sự tiếp cận các mặt hàng được cho là lưỡng dụng, có thể được sử dụng trong quân sự cũng như dân sự, và các mặt hàng quân sự kém nhạy cảm hơn, cũng như các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng. Và Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ là Gina Raimondo cho biết trong một cái tuyên bố là chúng tôi kêu gọi chính phủ Campuchia đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong việc giải quyết những cái vấn đề tham nhũng và vi phạm nhân quyền, đồng thời làm việc để giảm ảnh hưởng của quân đội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Campuchia, vốn đe dọa cái khu vực an ninh khu vực và toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ cấm vận Campuchia. Một bản tin cũng cho biết rằng Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang của Ấn Độ là tướng Bipin Rawat nằm trong số 13 người thiệt mạng ngày hôm nay khi chiếc trực thăng quân sự chở họ bị rơi. Và theo bản tin của Không quân Ấn Độ cho biết như vậy, cái chiếc trực thăng Mi-17V5 do Nga sản xuất rơi gần cái thị trấn Kunur khi đang chở những người này từ căn cứ không quân đến một trường võ bị trên cái vùng đồi núi ở tiểu bang Tamil Nadu ở miền nam Ấn Độ. Cái đoạn video phát ở trên truyền hình địa phương cho thấy cái lực lượng cứu hộ và nhân viên khiêng các thi thể từ cái đống đổ nát của chiếc trực thăng lâm nạn. Chỉ duy nhất một trong số 14 người trên máy bay sống sót và đang được điều trị ở bệnh viện. Và trong đó thì có cả bà vợ của ông Bipin Rawat là bà Maholika Rawat và 11 người khác trên máy bay đã thiệt mạng, không quân cho biết trong một tuyên bố. Ông tướng Rawat, 63 tuổi, thì được Thủ tướng Narendra Modi bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Ấn Độ vào cuối năm 2019. Vị trí này được lập lên với cái mục đích kết hợp ba quân chủng, lục quân, hải quân và không quân của Ấn Độ. Và theo hai nguồn tin của chính phủ thì một số thi thể đã bị cháy trầm trọng, một số thi thể cháy đen đến mức không thể ngay lập tức xác định được là ai. Thủ tướng Modi cho biết ông vô cùng đau buồn trước cái chết của tướng Rawat, một người yêu nước thật sự. Ông ấy đã góp một phần to lớn vào việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và bộ máy an ninh của đất nước Ấn Độ. Ông Modi cho biết như vậy. Trong một cái đăng tải trên Twitter thì Bộ trưởng Quốc phòng là Rajnath Singh đã gọi cái chết của tướng Rawat là một tổn thất không thể bù đắp đối với các lực lượng vũ trang của chúng tôi và đất nước. Không quân Ấn Độ đã ra lệnh điều tra nguyên nhân cái vụ tai nạn này. Ấn Độ có hàng chục chiếc Mi-17 trong biên chế, chúng thường được sử dụng để vận chuyển các quân nhân cấp cao và các bộ trưởng trong chính phủ, và đã từng xảy ra nhiều tai nạn tương tự. Bây giờ chúng ta đi qua một cái bản tin của nước Đức, đó là ông Olaf Scholz.
đã trở thành tân chính phủ của nước Đức, kết thúc cái thời đại của bà Merkel. Thì các nhà lập pháp của nước Đức ngày hôm nay 8 tây tháng 12 đã bầu ông Olaf Scholz của đảng Dân chủ xã hội làm thủ tướng, chấm dứt 16 năm cầm quyền theo cái đường lối bảo thủ dưới thời bà Angela Merkel và mở đường cho một chính phủ thân châu Âu vốn đã hứa hẹn thúc đẩy đầu tư xanh. Ông Olaf Scholz, 63 tuổi, là người trong 4 năm qua giữ cái chức vụ phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính trong liên minh với bà Merkel, đã nhận được đa số phiếu bầu từ các nhà lập pháp trong Hạ viện với 395 phiếu. Chủ tịch Hạ viện Đức là bà Bass cho biết như vậy. Ông Scholz được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier chính thức đề cử tại cung điện Belleville gần đó, trước khi trở lại quốc hội để tuyên thệ nhậm chức trước các nhà lập pháp và trở thành thủ tướng thứ 9 của Đức kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong số những điều ông Scholz tuyên thệ, ông thề sẽ cống hiến sức lực của mình cho phúc lợi của người dân Đức, nhưng ông không cầu nguyện Thượng Đế giúp đỡ, một cụm từ thường có trong lời tuyên thệ nhậm chức mà bà Merkel đã dùng tới. Quay lại cái cung điện Belleville thì các bộ trưởng trong nội các mới nhận được chứng nhận bổ nhiệm từ Tổng thống. Và buổi chiều cùng ngày, bà Merkel, 67 tuổi, sẽ chính thức trao quyền thủ tướng cho ông Scholz trước khi nước Đức đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm virus corona lần thứ tư, cùng những cái thách thức đối với trật tự dân chủ từ các chính phủ độc tài. Với phong cách thực tế và nghiêm túc, ông Scholz đã đưa bản thân mình trở thành người kế nhiệm đương nhiệm của bà Merkel và là một thuyền trưởng đáng tin cậy để lèo lái cái nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua những cái thách thức từ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đến đối phó với một nước Nga thù địch và một nước Trung Quốc ngày thì càng quyết đoán hơn. Ông Scholz sẽ dẫn đầu một liên minh cầm quyền ba bên chưa từng có ở cấp độ liên bang với đảng xanh là Green, ủng hộ chi tiêu và bảo vệ môi trường và đảng dân chủ tự do FDP và bảo thủ hơn về mặt tài chính, không giống như những cái thành viên trước đây trong đảng của họ. Ông Scholz là một nhà đàm phán giàu kinh nghiệm và chính trị gia kỳ cựu, người với tư cách tổng bí thư đảng của SPD từ năm 2002 đến năm 2004 và bảo vệ các cải cách thị trường lao động gây tranh cãi và cắt giảm phúc lợi từ xã hội từ cái thời thủ tướng Gerhard Schröder. Sau khi làm thị trưởng Hamburg, thành phố cảng ở miền Bắc nước Đức từ năm 2011 đến năm 2018, ông Scholz trở lại Berlin với tư cách là bộ trưởng tài chính của bà Merkel, một vai trò mà trong đó ông đã loại bỏ mục tiêu cân bằng ngân sách và cho phép các khoản vay mới với kỷ lục để bảo vệ các công ty và người lao động trước các ảnh hưởng của đại dịch coronavirus. Ở cấp độ châu Âu, ông đã hợp tác chặt chẽ với nước Pháp và thuyết phục bà Merkel hỗ trợ quỹ phục hồi châu Âu trị giá 800 tỷ euro, tức là 900 tỷ Mỹ Kim, để giúp đỡ các nước thành viên châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất COVID-19. Nói như vậy, thì cái thời đại của bà Merkel đã kết thúc và Olaf Scholz đã trở thành tân thủ tướng nước Đức. Và bây giờ mời quý vị theo dõi một số những cái bản tin liên quan tới vấn đề thời sự và chính trị trong đất nước Hoa Kỳ. Báo chí cũng nói nhiều về cái vấn đề cái ủy ban bạo loạn, điều tra bạo loạn của Hạ viện. Thì ngày hôm qua 7 tây tháng 12 thì cái tờ báo Huffington Post đã loan tin rằng cái ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn đã lặng lẽ làm nhiều cái việc nhưng mà không có ầm ĩ. Kể cả lặng lẽ đưa ra cái trác đòi các cựu viên chức của ông Trump điều trần trước ủy ban điều tra. Những trường hợp nổi bật vẫn được báo chí theo dõi như Mark Short là cựu chánh văn phòng của phó tổng thống Mike Pence đã hứa sẽ ra kể hết và Mark Meadow, cựu chánh văn phòng của Trump, cho biết chống lại trác đòi và dự kiến sẽ bị truy tố hình sự về cái tội coi thường quốc hội. Cái bản tin ghi rằng ủy ban chỉ công bố có 40 trác đòi nhưng đã phỏng vấn tới 275 nhân chứng và cả các cá nhân theo lệnh trác đòi và các cá nhân tự nguyện ra khai. Do vậy, ủy ban bây giờ đã nhận hơn 30.000 trang tài liệu, nhận hàng trăm thông tin mật báo và thuận lợi nhanh chóng cho việc điều tra. Ủy ban hồi tháng 8 năm 2021 đã phổ biến gửi thư tới 35 công ty viễn thông và kỹ thuật, yêu cầu họ giữ lại những cái hồ sơ email và cái bản ghi chép của điện thoại. Nhiều người mà tên không phổ biến cho tới khi luật sư của ông Meadow nói với ủy ban rằng ông Meadow sẽ không ra khai.
Bây giờ báo chí mới biết về trường hợp của ông Meadows. Ủy ban tăng tốc độ làm việc vì ý thức rằng nếu như Cộng hòa chiếm đa số Hạ viện trong bầu cử năm 2022, và lúc đó nếu Ủy ban chưa làm xong và chưa có kết luận thì Ủy ban sẽ bị giải thể. Và bí mật về bạo loạn ngày 6 tháng 1 sẽ bị vĩnh viễn chôn vùi, không bao giờ được khám phá nữa. Trên cái chương trình Alphorn của CNN, cũng ngày hôm qua, thứ ba 7 tây tháng 12, thì phóng viên Jamie Gangle đã phân tích rằng ông Trump sẽ nổi giận vì cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc là ông Mark Meadows. Tuy ông từ chối ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn, nhưng ông Mark Meadows đã tự nguyện nộp 6.000 trang tài liệu cho Ủy ban. Như vậy nó còn quý giá hơn cả cái việc ông Mark Meadows ra điều trần. Dân biểu Joe Loughran của đảng Dân Chủ đã nói với đài CNN rằng các khoản tài liệu mà Mark Meadows nộp có cả những tin nhắn gửi và nhận trong khi bạo loạn ngày 6 tháng 1 bùng nổ, các email, các bản chép điện thoại trao đổi trong ngày bạo loạn ngày 6 tháng 1. Gangle nói rằng ông Trump đã nổi giận vì ông Meadows đã kể chuyện ông Trump ém cái tin dính COVID-19 3 ngày trước khi tranh luận với ông Joe Biden. Và ông nghĩ rằng ông Mark Meadows đã nghe theo lời ông không ra điều trần ở trước Ủy ban điều tra bạo loạn, nhưng mà ông Mark Meadows lại âm thầm giao 6.000 trang tài liệu cho Ủy ban điều tra. Và ông biết rằng 6.000 trang tài liệu này là nó sẽ lộ ra đủ thứ chuyện trong cái ngày 6 tháng 1 liên quan tới ông Trump rất là nhiều. Cho nên mới khen ngợi Mark Meadows, kêu gọi Mark Meadows đừng ra điều trần. Sau đó Mark Meadows đồng ý không ra điều trần. Bây giờ chấp nhận bị truy tố là tội khinh lờn quốc hội, nhưng mà lại giao ra 6.000 trang tài liệu cho cái ủy ban điều tra. Thì đó là cái chuyện đó, cho nên ông Trump ông rất là, phải nói tối hôm qua ông gần như là một người điên về cái vụ ông Meadows này. Trong khi gần 700 người tham dự bạo loạn đã bị bắt và bị truy tố, liên bang thì không có vẻ như truy tố những người kích động, kể cả ông Trump. Theo phóng viên Barton Chelman trên tờ báo Atlantic ghi nhận, nói chuyện trên đài MSNBC về các bài báo của Chelman có cái nhan đề Trump, The Next Coup Had Already Begun, tức là cú đảo chính kế tiếp của ông Trump đã bắt đầu. Cựu thượng nghị sĩ Dân Chủ là Claire McCaskill đã nói rằng cái lệnh truy tố Steve Bannon có vẻ là tới gần cái trung tâm hành quân bạo loạn ngày 6 tháng 1 rồi. McCaskill nói rằng cái nền công lý của Hoa Kỳ không thực sự công bằng cho mọi người. Tuy là bạn là ai, nhiều tiền hay ít, có những kẻ phạm tội quá rõ nhưng vẫn thoát. Cái tên Trump này vẫn đang ngồi ở sân golf và đang lựa chọn các bộ trưởng cho các chính phủ kế tiếp của y và đang thọc tay vào nền chính trị, đặc biệt là thuộc đảng Cộng Hòa. Thì có thể đây là một cái cú đảo chính kế tiếp của ông Trump đã bắt đầu. Michael Steele là cựu chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc cũng nói thêm tương tự rằng ông tin cả báo chí và công chúng Hoa Kỳ cần nghiền ngẫm cái bài phân tích của Chelman. Ông nói đây là trách nhiệm của truyền thông báo chí trong khi loan đủ thứ tin nhảm trên làn sóng, trong khi dân Mỹ cần tự hỏi bạn có muốn thêm cú đảo chính lần nữa hay không. Cái bài viết của ông, cái bài phân tích của Chelman này ở trên MSNBC nó gây một cái sự khuấy động trong cái giới mà bình luận về chính trị, cũng giống như là dân chúng mà những người theo dõi. Thì cái dư âm của nó mãi cho tới giờ này, rõ ràng Trump bây giờ đang làm một cuộc đảo chính mới rồi. Và hiện tại bây giờ là từ cái ngày mà sau khi thua cuộc bầu cử vừa rồi cho tới lúc này, có lúc nào Trump yên nghỉ đâu. Mà để mà enjoy cái đời sống riêng của mình đâu. Trump vẫn là một cái sự ảnh hưởng rất lớn, ủng hộ người này vào chức này, ủng hộ người kia, kêu gọi người này, chỉ trích người kia, để mà thành lập một cái giống như một cái chính phủ riêng cho đảng Cộng Hòa của riêng Trump vậy. Cho nên những người mà Cộng Hòa chính thống mà họ không muốn dính dáng với Trump thì họ kêu chống lại Trump và họ tránh xa Trump ra, nhưng mà cái sự ảnh hưởng của Trump còn quá lớn. Cho nên sáng ngày hôm nay cũng có những bản tin Trump nói là nếu Trump không ra ứng cử năm 2024 thì những cái người mà đã bỏ phiếu cho ông Trump trước đây sẽ rất là giận, là bởi vì ông sẽ không ra tranh cử nữa.
Cho nên khi mà nói như vậy có nghĩa rằng ông sẽ ra tranh cử. Mà trước khi ra tranh cử thì bây giờ đã bắt đầu lựa chọn những bộ trưởng, những dân biểu, những tay chân đắc lực cho cái guồng máy của chính mình. Thì có phải là ông Chairman này ông nói đúng không? Ông nói, ông phân tích cách rõ ràng, đã bắt đầu một cuộc đảo chánh nữa rồi. Thì quá rõ ràng như vậy. Cái câu hỏi là dân Mỹ hỏi rằng có muốn thêm có một cú đảo chánh như vậy nữa hay không? Đó là cái câu hỏi mà chưa có sự trả lời. Cho nên cái này là cái việc của truyền thông báo chí phải làm cho nó rõ vấn đề này. Sau khi mà Arizona, bây giờ thì tới Wisconsin, thì các cuộc kiểm phiếu của đảng Cộng Hòa thú nhận rằng không hề có gian lận bầu cử của năm 2020. Và kết quả, ông Tổng thống Joe Biden thắng phiếu ông Trump. Cái tờ Forbes hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 12, loan tin là một cái nhóm pháp lý cực hữu ở Wisconsin đã phổ biến cái kết quả điều tra về bầu cử Tổng thống năm 2020. Và kết luận là không có chứng cứ gian lận và kết quả minh bạch là Trump thua phiếu Biden. Phóng viên Allison Dukey đã loan tin rằng cuộc điều tra của Viện Wisconsin Institute for Law and Liberty, viết tắt là WILL, cho thấy kết quả không có chứng cứ gian lận bầu cử ở diện rộng nào. Thêm mỗi cú thê thảm cho ông Trump vì WILL đã tìm ra rằng thêm một việc nữa là người dân chủ làm việc dở hơn người của đảng Cộng Hòa về những cái việc mà nói lên cái việc mà gian lận phiếu, bởi vì họ trên các lĩnh vực mà sử dụng máy tính hay gian lận thì người của đảng Dân Chủ trong những cái voting system họ không thể nào, gần như họ không có cách nào để họ biến cái máy bầu cử của công ty Dominion Voting System để làm lợi cái số phiếu cho Tổng thống Joe Biden được. Và lời công bố này được ra là chính cái nhóm cực hữu thuộc đảng Cộng Hòa đã đi điều tra. Và cuối cùng Will đã kết luận rằng phiếu hợp lệ bầu cho ông Biden nhiều hơn phiếu hợp lệ bầu cho ông Trump. Và Will trước đây cũng chính là nơi nộp đơn kiện đòi xóa tên hàng trăm ngàn cử tri ra khỏi danh sách của cử tri Wisconsin. Và trước cái tiểu bang Wisconsin thì cái nhóm cực hữu cũng đã kiện đếm lại phiếu bầu cử ở quận Maricopa County của Arizona, nơi là Cộng Hòa tin là hang ổ bầu cử gian lận, nhưng kết quả đếm xong mấy lượt ở quận Maricopa County vẫn ra kết quả là Trump thua phiếu ông Biden. Thì đây là những cái nơi mà Trump la hét dữ nhất, bây giờ là Wisconsin lại cho thấy rõ ràng đó là chính là người của Trump đã đi điều tra đó và đếm lại phiếu. Còn một cái bản tin ngày hôm nay nữa đó là cái bà mà dân biểu Lauren Boebert thuộc đảng Cộng hòa Colorado. Bà này mới vừa tối ngày hôm qua, bà đã phóng một cái tấm hình lên trên mạng xã hội. Bà đứng trước cái cây Giáng sinh với lại bốn đứa con của bà. Là tuổi là 15, 13, 11 và 7 tuổi, bốn người con trai. Bốn người con đều cầm, mỗi người đều ôm một khẩu súng trường tấn công. Và cái tấm hình này đó thì nó gây lên một cái làn sóng chống đối dễ sợ. Phải nói rằng đã chỉ trích bà dân biểu Robert thuộc đảng Cộng hòa Colorado là bởi vì chỉ mới có vài ngày sau cái vụ mà học sinh lớp 10 mang súng vào bắn chết 4 học sinh chết ở cái trường học ở Michigan. Thì bà lại bây giờ chụp hình với bốn đứa con của mình ủng hộ và như là nói lên, khuyến khích trẻ em chơi súng như vậy và cho cầm súng thật mà đứng chụp hình với bà. Một cái tấm hình mà nhìn vô là đã thấy quái gở, cả một hình cả nhà, 7 người mỗi người ôm một khẩu súng tấn công. Đó là cái tuần trước thì là dân biểu Thomas Massie thuộc đảng Cộng hòa ở tại phóng lên tấm hình cả nhà 7 người mỗi người ôm một khẩu súng tấn công, thì bây giờ bà này bắt chước lại là bốn đứa con cùng với bà mỗi người ôm một khẩu súng tấn công. Một bình luận gia của tờ báo Chicago Tribune, tức là Rex Hupke, đã nhận định về tấm hình Robert Boebert phóng lên đó là một cái sự bệnh hoạn. Tất cả những gì gọi là phẩm cách tốt đẹp của Hoa Kỳ đã bị nghiền nát bởi những con người như là Thomas Massie hay là Boebert. Đừng để mất cái khả năng phẫn nộ của bạn. Đừng đánh giá thấp sức công phá của thuốc độc như là tấm hình đó. Quý vị thấy đó là những chuyện trước nghe. Trước đây bà
Marjorie Greene đã đành rồi, bây giờ lại thêm một bà này nữa. Còn một cái bản tin cuối cùng đi gửi đến cho quý vị, cái bản tin này cũng khá thú vị. Chứ là Đảng Cộng Hòa họ học được một cái nghệ thuật. Tức là cái từ ngữ này sau này nó mới có, tức là chụp mũ, hay là mình hay gọi, tiếng Việt mình gọi chụp mũ hay đội nón cối lên, rồi cho người khác kêu họ là Cộng sản. Thì cái chuyện này càng ngày nó càng xảy ra nhiều. Cái nạn nhân mới nhất của cái nghệ thuật chụp mũ này đó là bà Soli Omarova, là một giáo sư của đường đại học luật Cornell và là người được Tổng thống Joe Biden điều đề cử vào cái chức vụ điều hợp hoạt động của các ngân hàng của Hoa Kỳ. Bà này đã trở thành nạn nhân và xin rút lui sau khi bị cản trở liên tục và bị là chụp mũ là Cộng sản. Cái tờ báo New York Times đã ghi rằng các thượng nghị sĩ Cộng hòa và các nhà vận động hành lang của kỹ nghệ ngân hàng đã tô vẽ rằng bà Omarova là Cộng sản. Vì bà sinh ra ở Nga, thượng nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy hồi mới tháng trước khi phỏng vấn giáo sư Omarova đã tuyên bố ngay cái bắt đầu cái cuộc phỏng vấn: "Tôi không biết nên gọi bà là giáo sư hay gọi bà là đồng chí." Giáo sư Omarova lúc đó trả lời rằng bà không phải là Cộng sản, bà khẳng định như vậy. Và bây giờ bà đã trở thành nạn nhân và phải rút lui. Theo cái phân tích của tổ chức phi đảng phái Partnership for Public Service, nơi theo dõi 803 chức vụ đề cử do hành pháp liên bang cần cái sự xác nhận của Thượng viện, có 235 trường hợp đề cử, tức là khoảng 29% đang nằm chờ Thượng viện chuẩn thuận. Chỉ mới có 194 trường hợp được chuẩn thuận, trong khi đó 164 chức vụ thì chưa được đề cử. Chỉ có một nửa toàn bộ số người mà Tổng thống Joe Biden đề cử được chuẩn thuận là phụ nữ, trong khi có nhiều nữ đề cử viên khác phải xin rút lui. Theo cái tờ báo The Hill cho biết rằng riêng ở Bộ Ngoại giao có ít nhất 21 phụ nữ được Tổng thống Joe Biden đề cử các chức vụ cao cấp. Trong đó có 16 đại sứ, 4 phụ tá ngoại trưởng và đề cử cho chức Tổng giám đốc đối ngoại đều đang bị Cộng hòa Thượng viện chặn lại. Đó là tất cả những bản tin mới trong ngày anh đi gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại.